Thưa quý vị và các bạn, mình có một cái gặp một cái câu chuyện mà ở ngay trong những cái lễ tang, chẳng hạn như những người họ làm nghề hay là họ phục vụ đó, thì có một cái điều lạ các bạn, mà không phải là cái lễ nào cũng có, hoặc là chủ nhà người ta thuê, hoặc là trọn gói nó có cái lễ đó, tôi không có biết được đó. Và những cái màn biểu diễn cũng là hấp dẫn và cũng rất là nguy hiểm đó các bạn. Thí dụ như là lấy cái chai rót vô cái nước, một cái ly nước, hoặc là lấy cái dao đâm vô cổ, đâm vô mũi, hoặc là lấy cái móc móc vô con mắt, hoặc là lấy một chiếc xe Honda bỏ lên đầu, và nhiều cái màn khác đó các bạn. Nhưng mà mình thấy một cái nghề rất là nguy hiểm, và họ tạo ra một cái buổi cho nó vui, cho không khí nó đỡ buồn, rồi có tiếng trống, tiếng đàn dục lên đó các bạn. Vậy các bạn nha.